Còn đây là một chiếc xe Jeep nha. Đây. Jeep này có 4 cái đèn này. Bánh rất là to nha. Đây có một cái kéo xe các bạn này. Wow. Quá đẹp luôn. Ok. Còn đây là một chiếc Robocar nha, xe ô tô biến hình nha các bạn. Đây đang là một chiếc ô tô này. Đấy nha, biến thành một trụ robot đó nha. Đây, mình sẽ biến hình lại thành một chiếc xe. Ok. Wow, ready? Are you ready? Yeah. Quá là đẹp luôn. Còn đây là một chiếc xe chở rác các bạn. Đây, một trạng màu xanh rất là đẹp nha. Đây, đưa thêm lên này. Wow, phía này có 3 thùng rác rất là đẹp nha. Đây bên trong này, chi tiết nó đẹp nha các bạn. Đó, đó đây. Đó, cái động xe này. À, xem động cơ xe này. Đây, bạn thấy động cơ xe chưa? Ok. Ok, let's go. Wow.